vị các bạn trở lại với Quang Trung với bạn. Trở lại vấn đề Helen và Linh Lan. Thì các bạn là gần đây thì người ta đồn và người ta cũng có bàn bạc về cái vấn đề là tài sản của gia đình của anh Vương Văn Long, tức là mẹ của Vương Văn Long đó. Thì mình cũng biết được là mẹ của anh Văn Long, gia đình của người này thì cũng có đất đai, cũng có ruộng đồng, cũng khá giả. Thì họ xôn xao, dân mạng và mọi người xôn xao về cái vấn đề ai là thừa kế cái tài sản. Thì các bạn là có cái anh này, ảnh vô ảnh nói về cái vụ phong kiến. Thì ở đây mình cũng chia sẻ luôn cái comment này, thì mình thấy cũng đáng chia sẻ. Tức là cái anh này ảnh nói là gia đình của mẹ Vân Vân Long đó, họ cũng không phải là phong kiến. Là phong kiến không ai chấp nhận con dâu cũ đã cặp bồ như vậy. Tức là cái cô Ái Vân đó, cô đó cũng đã lấy người chồng khác rồi. Thì anh này anh cho là bồ cũ, nhưng mà mình cho cái này là lấy nhau rồi. Rồi người anh này mới nói là thậm chí đã có chồng như không phải là... Tức là mình nói đây là cái anh này là không phải là cặp bồ nữa, mà cũng như là cái người mà cái cô Ái Vân này cũng đã là có chồng rồi. Thì anh này nếu anh này anh nói vậy nè, ý anh nói là còn tồi tệ hơn phong kiến nữa. Vì phong kiến đó, họ không có chấp nhận những cái người dâu cũ mà đã có chồng rồi đó, hoặc là có bồ có chồng rồi đó. Thì nếu mà phong kiến á, thì tại sao không chấp nhận cô Linh Lan, hai mẹ con Linh Lan? Thì cái này á, là cái vấn đề cũng nan giải, họ cũng muốn hỏi. Thì ở đây mình nói, mình sẽ trả lời rằng là cái vấn đề họ chấp nhận cô Ái Vân mà không chấp nhận cô Linh Lan là cái vấn đề ở đây á, các bạn, là từ đầu đến đuôi á, là nó đã có sắp xếp sẵn rồi. Sắp xếp là cái gì? Ở đây mình thấy được về cái phía cạnh của bên cô Ái Vân á, là cũng về cái vấn đề gia tài. Thì cái này nó liên quan tới cái vấn đề mà gia tài. Người nào sẽ nối thừa cái gia tài của gia đình của anh Văn Long. Thì ở đây á, là mình nói các bạn nè, cái câu mình phân tích là rõ ràng đây là một cái âm mưu giữa Ái Vân và bà giáo này, nhà giáo này. Thì cái chuyện mà bây giờ nó họ âm mưu như thế nào thì mình thấy được là như vậy thôi, mình không có đi sâu vào. Đó là lý do tại sao nó có liên quan tới là mẹ của anh Vân Văn Long không có chấp nhận chị Linh Lan và bé Helen. Đó cũng là một cái vấn đề đó. Tại vì cái người Ái Vân này á, thì đương nhiên cổ cũng nhìn vào cái gia tài, cái tài sản của gia đình anh Vân Văn Long. Thì trong đó nó có cái sự âm mưu nào đó. Thì cái đó thì để từ từ nào, họ sẽ phơi bày, dân mạng, cộng đồng mạng họ sẽ moi ra thôi. Mình biết cái dân mạng, cộng đồng mạng, giang hồ mạng rất là tinh vi. Họ rất là hay, cái gì họ cũng moi ra được. Thì từ từ nó sẽ sáng tỏ. Sự thật nó là sự thật, quý vị các bạn đừng có lo chuyện đó. Mình không bao giờ thay đổi được sự thật. Mình có thể thay đổi được cái gì đó, hoặc là thay đổi ăn mặc hay là giả bộ hay gì thì, nhưng mà cái sự thật nó không có thay đổi. Vì sự thật là sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày thôi. Thì bây giờ nói tí xíu về cái vấn đề ai có quyền thừa kế tài sản của gia đình anh Vân Văn Long. Thì trong đó thì các bạn là có hai đứa cháu của chị Ái Vân và bé Helen là đứa cháu thứ ba. Thì nếu mà chiếu theo cái bộ luật ở đây á, là mình chiếu theo cái bộ luật ở đây, luật mình theo cái người luật sư về dân sự, người này tên Minh Khuê, người này ở Việt Nam. Thì ở trong cái bộ luật á, thì cái người luật sư này nói cái trường hợp nó có một trường hợp, hai trường hợp, ba, bốn trường hợp. Thì các bạn thì dựa vào cái bộ luật của bên luật sư Minh Khuê, thì các bạn cứ vô minhkhuê.vn.com, thì các bạn hoặc là các bạn gọi cái số điện thoại 1-900-6122 thì các bạn tham khảo cần vô với là luật sư luôn. Thì ở đây mình sẽ nói tí xíu về những cái vấn đề và những cái bộ luật. Thì cái trường hợp thứ nhất thì căn cứ theo cái định tài điều 624 bộ luật dân sự năm 2015 thông qua Quốc hội 13 đó, thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Thì tức là các bạn làm cái tài sản đó ai thừa kế hoặc là ai nhận được cái tài sản đó thì do cái di chúc của bạn. Đó là cái trường hợp thứ nhất là di chúc. Bởi vì trong cái bộ luật đó là họ nói là người để lại di chúc hoàn toàn có quyền tự mình quyết định
định đoạt ai là người được hưởng số tài sản của mình. Vì vậy ông bà hoàn toàn có thể lập di chúc để định đoạt di sản của mình, cho cháu được hưởng di sản của mình. Thì cái đó là chính xác. Thì cái luật mà nó gọi là cái will, tiếng Anh nó gọi là cái will, will là cái di chúc. Thì ở xứ Tây, xứ Mỹ này thì nó cũng y chang như vậy thôi, không khác gì hết, là cái di chúc mà ra hết á. Còn cái trường hợp thứ hai á, là thừa kế thế vị, tức là dựa theo cái điều luật 652 Bộ luật dân sự quy định, trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản, cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắc được hưởng phần di sản mà cha mẹ của chắc được hưởng nếu còn sống. Đó là cái trường hợp thứ hai. Rồi cái trường hợp thứ ba thì thừa kế theo pháp luật do không có hàng thừa kế thứ nhất. Thì các bạn là điều phần thứ nhất là hàng thừa kế nhất gồm vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Tức là những cái người mà được hưởng á, là cái phần A. Còn cái phần B là hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, ông ngoại, bà ngoại. Rồi thứ hai là những người ở hàng thừa kế chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị trục quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Rồi cái trường hợp thứ tư thì là cháu hưởng di sản thừa kế của ông bà khi bố mẹ chưa khai nhận di sản thừa kế đã mất. Thì cái trường hợp thừa kế thông thường sau khi mở thừa kế, cha mẹ chưa đi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế thì đã mất, số di sản thừa kế của ông bà cha mẹ được hưởng sẽ trở thành di sản của cha mẹ và con sẽ được hưởng thừa kế theo pháp luật đối với phần di sản đó. Thì cái đó là các bạn làm mình muốn chia sẻ tí xíu về cái vấn đề là ai là thừa kế. Ở đây mình dựa vào cái bộ luật của luật Minh Khuê đó, vn.com. thì các bạn cứ vào, và những cái trường hợp này các bạn nếu mà dựa theo những cái luật pháp về pháp lý đó, thì các bạn hãy tìm những cái luật sư dân sự, luật sư mà chuyên môn làm về cái will là cái di chúc đó là rõ hơn. Chứ các bạn đừng có nghe ai hết, cũng đừng có nghe YouTube gì hết đó. Các bạn hãy nghe những cái người mà họ có cái bằng luật sư, họ học ra, họ là chuyên nghiệp. Đó là mình nói thật. Rồi các bạn là mình nói về tí xíu về tâm linh. Cái vấn đề là các bạn là thì cái lúc mà cái hài cốt của Vương Văn Long đưa từ Mỹ về Việt Nam rồi từ phi trường về nhà đó, thì mình có nghe là một trong một cái video họ nói về tâm linh. Thì chiếc xe bị nổ lốp mấy lần, thì các bạn là thì về tâm linh đó, là cái vấn đề bây giờ là nếu mà anh Vương Văn Long mà có linh thiêng á, thì anh biết trước được cái vấn đề nó xảy ra như thế nào. Thì cái này là ai đâm lủng lốp xe thì cái ông Vương Văn Long đâm chứ ai đâm. Tại sao anh Vương Văn Long đâm? Tại vì á, anh nói rằng á, là cái người mà đi rước cái hài cốt á, ở trên sân bay, ở trên phi trường đó, tại sao không có hai mẹ con Linh Lan? Anh tức anh đâm đó. Từ phi các bạn á, là ở đây nè, từ phi Ái Vân vẫn là người vợ bình thường với là Vân Quang Long, và chính thức là bình thường, chưa có gì hết, là chưa có bồ, chưa có chồng, chưa có lấy chồng mới đó. Thì có thể là cái câu chuyện nó đi theo cái nước cờ, hoặc là họ sẽ dư luận theo cái cách dư luận nó khác. Còn ở đây là người Ái Vân này đó là cũng đã có chồng rồi, nhưng mà bây giờ so sánh Ái Vân với là Linh Lan thì Linh Lan á, mình cho rằng á, Linh Lan á mới được, mới chính thức và mới đáng được hưởng những cái như vậy, giống như là ôm cái linh cũ hoặc là con của Linh Lan hưởng cái tài sản. Bởi vì Linh Lan á, vẫn một lòng chung thủy, ok không có giấy tờ đúng, nhưng mà cái người Linh Lan này nó vẫn một lòng chung thủy, một lòng một dạ, vẫn cũng ở một mình. Và hai người này các bạn là trước khi anh Vương Long đi đó, thì hai người này vẫn bình thường, vẫn vợ chồng bình thường, ok
cái chuyện giấy tờ, cái chuyện bỏ qua bên thời buổi này á, cái thời buổi 2021 rồi, đừng có nói mà giấy tờ hay giấy hôn thú hay gì ở đây. Cái vấn đề là có yêu nhau thực sự, có hai mẹ con, có yêu, hai vợ chồng có yêu nhau thật sự hay không, người cha có nhận người con là người con hay không. Còn cái chuyện giấy tờ, giấy tờ là giấy tờ về pháp lý thôi. Về pháp lý á, là các bạn là nó liên quan tới di chúc và tài sản thôi, đó là nó thật về vật chất thôi. Còn cái quan trọng là, cái quan trọng là các bạn là ở trong tấm lòng, ở trong đáy lòng. Có nhiều người ấy làm di chúc đám cưới chạy xe Mercedes, chạy xe BMW Lexus được kia, đón đám cưới dữ dội lắm này kia, làm giấy tờ 3 tháng cái ly dị. Thì đó là mình nói đó, giấy tờ là nó về mặt giấy tờ thôi, nó về mặt pháp lý thôi, bên ngoài vật chất bên ngoài thôi, như là nó liên quan tới di chúc vân vân sau này. Còn cái vấn đề á, cái thời buổi bây giờ cái vấn đề á là anh Vương Quang Long và hai người này có thật tình yêu nhau, có coi là vợ chồng, hai vợ chồng tức là cái cặp đó có coi là vợ chồng hay không, có coi bé Helen là con của mình không, đó là cái vấn đề chính. Cái vấn đề ở đây là mình nói về vấn đề tấm lòng và lương tâm và cái đạo đức, chứ không phải là giấy tờ. Nếu mà muốn làm giấy tờ ai làm không được, mình muốn làm giấy tờ không, mình làm cho dễ lắm. Nhưng mà giấy tờ đó nó cũng giống như là cái mặt bên ngoài là để chứng minh vậy thôi, nó giống như là cái chứng minh nhân dân thôi. Cái chứng minh dân có thể làm giả được mà, nhưng mà cái người đó có thật hay không. Thì trong cái tình yêu, trong cái vấn đề Văn Long và Linh Lan cũng vậy, hai người đó có thật hay không, đó là cái vấn đề chính. Đừng có nói giấy tờ. Cái này là anh Trần Hưng gì đó, anh chia sẻ với một kênh YouTube, anh nói là anh không chấp nhận, tức là cha mẹ của bên Văn Long không chấp nhận, là vì lý do là các bạn là chưa có giấy tờ, chưa làm giấy tờ. Cái chuyện ở đây cái giấy tờ nó không quan trọng, quan trọng là cái tâm. Anh Long là anh gặp mà cái con vợ cũ với cái bà ma giáo bà tà giáo như vậy á, ông tức mà gặp mấy cái bà áo đâm này, ông đâm mẹ lũng mấy cái lớp xe cho nó dừa. Đó là nói thật, đó là mình nói về tâm linh. Tự anh Văn Long anh không có muốn vậy, anh không thích vậy. Cái đó là ngoài ý muốn của anh Văn Long. Thì cái người quá cố đó, những người mà họ như vậy đó, họ rất là linh thiêng. Anh này anh ra đi nhưng mà anh vẫn còn hối tiếc, anh chưa có đi được. Vì các bạn là người mẹ đối xử không có tốt, đối xử rất tàn nhẫn với là hai mẹ con Linh Lan. Thì anh này anh không có đi được. Mình nói thật, không đi được đâu, đừng nói 49 ngày, 50 ngày. Mình thì đạo Công giáo, đạo Kitô giáo thì mình không biết cái vụ mà 49, 50 ngày vậy đó. Nhưng mà mình nói 49 hay 50 ngày hay 500 ngày cũng không đi được đâu. Từ phi là cái người, cái bà giáo này, mẹ của anh Vân Long đó, bà này bà đổi ý tánh lại đi, bà đối xử tốt lại với mẹ con Linh Lan đi. Rồi lúc đó đó, cái linh cũ của anh Vân Long này á, mới ra đi thanh thản. Đó là mình nói thật. Mình vì con mình vì cháu mình, bởi vì là trước sau gì cũng là con đó. Ok, bây giờ không chấp nhận Linh Lan, nhưng mà cái người đó cũng là cháu mình chứ. Bởi vì các bạn biết con nít nó vô tội. Con nít nó vô tội. Để nói với các bạn là trong cái video ngày cái ngày đó đi chôn cái hài cốt đó, để hai mẹ con bơ ngơ vất vả giữa chốn đông người. Các bạn thấy á, nói về mà cái đạo đức, nói về cái lương tâm đó, ai nỡ lòng vậy không? Rồi các bạn là xét về Linh Lan thì các bạn là xét về Linh Lan á, cũng là người là làm rất là cực khổ, cũng lo người là lo lắng, và cũng đã từng đi làm từ thiện. Thì nói về những cái video đi làm từ thiện, người đi làm này làm kia, thì mình không cần đưa video ra cho các bạn coi, nó đầy trên mạng kìa, nó nhiều lắm. Bởi vì á, là những cái người mà các bạn là những cái người mà công kích mẹ con Linh Lan này, những người mà nói xấu cô Linh Lan này, đó là những cái người mà ẩn danh ẩn tánh, hoặc là những cái người mà họ giả tạo để họ ganh ghét, họ ganh ghét ganh đua để họ hạ bệ cái hai mẹ con Linh Lan này qua những cái lời nhắn tin giả, qua những cái lời mà nhắn tin mà các bạn là cái chuyện đó chuyện không có. Mình nghĩ là nếu mà những cái vấn đề đó bây giờ có đi chăng nữa, nhưng mà anh Vân Long anh chấp nhận như vậy, tại vì Linh Lan với là bé hai lần đó là vợ con người ta mà. Cái chuyện của người ta bây giờ có hay không có, cái chuyện mà ra đi nó như thế nào đó, mình không có trách được. Vì ảnh là cái người chấp nhận, ảnh mới là người có tư cách. Còn người ngoài hoặc là bạn của anh Văn Long không có tư cách làm cái vấn đề đó. Vì cái chuyện đó là cái chuyện của hai người họ.
cái chuyện vợ chồng, cái chuyện yêu đương của họ ai hiểu. Mấy người mà ganh ghét Linh Lan, mấy cái người mà công kích Linh Lan, mấy người đó bộ ghen với Linh Lan à, bộ trong cái cuộc tình yêu đó à, mà sao hiểu dữ vậy, sao biết dữ vậy. Mình nói một lần nữa với các bạn là những cái tin nhắn trên Zalo hay là trên gia cái quái gì đó, Facebook gì đó, những cái tin nhắn đó, Messenger gì đó, những tin nhắn đó có thể giả tạo được hết. Mình giả tạo giống y chang 100% luôn á. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ, cái vấn đề đó là cái vấn đề mình nó không phải là cái vấn đề chính, mà cái vấn đề quan trọng. Vì cái vấn đề là bây giờ là video và cái cách hành xử của nhà giáo này, cái cách mà hành xử tàn nhẫn của nhà giáo vậy đối với cháu. Ở đây mình nói những cái người này nên đọc kinh Phật, đọc kinh thánh cho nhiều vô, kinh thánh của Chúa Kitô và kinh Phật pháp đó, đọc cho nhiều vô. Nó đỡ dữ lắm và nó làm cho con người mình tươi sáng hơn, vui vẻ hơn và phấn khởi hơn trong cuộc sống. Và cái hạnh phúc của cuộc sống mỗi người. Vâng, thưa quý bạn, đem cho mình ngưng tại đây. À, đầu tuần chúc quý bạn cho có một tuần mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.